Rồi. Ví dụ cái hình phần mũi tên thì mũi tên này á, chúng ta thấy là nó gồm hai nửa, nửa trái nửa phải. Thì khi vẽ đó thì chúng ta sẽ dùng một cái thước đó, chúng ta kéo cái thước bên trái, nó có cái thước đo này này, chúng ta sẽ kéo này ra, lập tức nó có một cái trục ha, cái trục một cái đường giống như thế này. Rồi sau đó chúng ta dùng công cụ pen đó ha, chúng ta đè này xuống nè, chúng ta chọn pen thì hình cái cọ hình cái ngòi viết, hình ngòi viết sau đó chúng ta vẽ. Thì khi vẽ đó chúng ta cần phải bắt điểm vô cái trục này. Như vậy chúng ta vô view chọn snap tool ha, view snap tool chọn là guideline, bật cái tính năng là nó sẽ bắt vô cái đường guideline là đường dẫn á, bắt vào đây thì chúng ta sẽ bắt được vô đường dẫn này. Nhưng mà kích ở đây là số 1 nè, số 1, số 2 ha. Bây giờ cái pen này muốn vẽ thẳng á thì chúng ta phải dùng thêm phím shift. Phím shift thì nó mới thẳng hàng được nha, cho nó đẹp. Không shift thì mình tự canh thì nó hơi có thể mình nó lệch chút xíu. Nên chúng ta nhấn shift. Phím shift nó vào đây. Sau nó vô bên bên trong này nha. Vô mình đang này và mình lên trên này. Đó. Như vậy là xong rồi, thoát ra, nhấn escape thoát ra và kích trục đen thoát ra. Thì khi đó chúng ta vẽ được nửa bên trái. Chúng ta vẽ được nửa bên trái như thế này. Đó. Và mình lật sang bên phải, hai bên giống nhau ấy, thì mình đừng nên vẽ hai lần mà vẽ một lần thôi. Sau đó lấy đối xứng qua, chọn đối tượng này, sau đó nhấn shift rồi cho nó nắm cái điểm, nó cái nốt đen này nè, lật sang bên xin lỗi, nhấn control lật cái điểm sang bên phải, sau đó nhấp chuột phải thả chuột trái ra. Thì ý nghĩa của nó là copy, nghĩa là copy. Thầy làm lại nè, chọn đối tượng, nhấn control nắm cái điểm này là lật sang bên phải, sau đó nhấp chuột phải thả chuột trái ra. Khi đó chúng ta sẽ có được cái hình mũi tên nó đều hai bên như thế này. Xong rồi xóa cái trục này đi. Đó. Và mặt cơ bản như vậy là thầy đã vẽ xong rồi. Đó. Nhưng mà hiện nếu mà không có tô màu được nha, không hiện tại là không có tô màu được. Lý do là hiện tại là cái nửa bên trái này nè, nó là một nửa và bên phải là một nửa. Hai cái object này nó không liên quan gì tới nhau. Cho nên chúng ta không thể nào tô màu được. Cho dù chúng ta chọn nó, chúng ta tô màu thì nó cũng không lên màu được. Không lên màu được, lý do là nó hai đối tượng này là hai object nó riêng lẻ với nhau. Bây giờ để tô màu được thì chúng ta làm cái thao tác như sau. Chúng ta chọn hết hai đối tượng này. Chọn hết hai đối tượng này, sau đó chúng ta bấm vô cái nút nó có tên là compile. Ha, viết tắt là Ctrl L. Compile. Bấm vào đây một cái, thì nó lại sau khi mình vẽ một nửa bên trái xong, mình lật sang bên phải. Lật sang bên phải xong mình chọn cả hai, sau đó bấm vào nút compile. Bấm compile xong rồi vẫn chưa xong đâu. Sau khi compile xong rồi chúng ta bấm thêm công cụ shape tool, công cụ và biến đổi đối tượng đó. Shape là hình dáng, tool là công cụ biến đổi và hình dáng của nó đó. Chọn vào nút này, chúng ta dùng chuột, chúng ta chọn đối tượng này, sau đó dùng chuột quét quét như vậy nè, quét như vậy là chúng ta đang chọn hai nốt, chọn hai nốt ha. Chọn như vậy là chọn hai nốt nè, cho nó chuột phải chọn join cho nó cộng lại với nhau, và hai điểm dưới này cũng vậy, chọn hết hai điểm này chuột phải join một lần nữa đó. Khi đó thì nó mới kín, nó kín thì mình mới tô màu được, tô màu gì cũng được ha đó. Nhưng mà phải kín thì mới tô được và không viền luôn cho nó đẹp, cho nó màu xanh chẳng hạn đó. Thì khi đó thì sẽ vẽ được một hình mũi tên như thế này đó, hình như không, đó là hình mũi tên. Hay là cái hình trái tim này cũng tương tự như vậy thôi. Ví dụ để vẽ hình trái tim này thì chúng ta dùng công cụ pen chúng ta vẽ điểm thứ nhất, điểm thứ hai, điểm thứ ba. Đó. Nhưng mà vẽ như vậy thì cũng chưa xong đâu. Chúng ta cần như vậy chính xác á, chúng ta nên kéo một cái trục để ra đây nè. Ha. Sau đó chúng ta dùng pen chúng ta vẽ điểm 1, điểm 2, điểm 3. Đó. Thì chỉ chắc chắn một điều rằng là hai hai cái điểm mà chúng ta vừa mới vẽ này, chắc chắn rằng là nó sẽ nằm trên cái trục này. Khi mình lật qua thì nó đối xứng á, thì nó sẽ đều hơn. Rồi sau đó mình sửa hình trái tim này lại bằng cách là mình sẽ kích công cụ Shape Tool, công cụ Shape Tool, sau đó mình kích cái điểm, mình kích vô cái điểm này nè, đó, kích cái điểm này nè, mình sẽ biến đổi nó, hay kích vô cái cạnh này cũng được, kích vô cái cạnh này. Thì hiện tại á, là cái cạnh này và cạnh này chúng ta có hai cạnh, cái hai cạnh này nó đều là đường thẳng hết, cho nên chúng ta chọn một cạnh, chúng ta bấm vô cái Convert to Curve, biến thành đường cong. Và cái cạnh ở dưới cũng vậy, cũng là Convert to Curve, biến thành đường cong. Đó, thì khi đó chúng ta dễ dàng, chúng ta sẽ bẻ nó cao lên, bẻ cho nó rộng ra.
ha, làm sao cho nó hình nó cong cong lên thành trái tim như vậy ha. Đó là vấn đề thứ nhất, tức là chúng ta để biến đổi được là nó thành đường cong rồi đó, biến đổi thành đường cong rồi đó ha. Vấn đề thứ hai nữa là cái điểm này nè, thì cái tiếp tuyến bên trên và tiếp tuyến bên dưới thì nó hiện tại nó đang ở cái chế độ là riêng lẻ, tức là cái này tiếp tuyến này chỉnh thì cứ chỉnh, chỉnh dưới thì cứ chỉnh dưới, ở trên chỉnh trên thì cứ chỉnh trên, không có liên quan gì với nhau. Cho nên cái chỗ này có thể nó rơi vào tình huống đó là nó bị nhọn, nó bị nhọn tức là hai này nó gập xuống nó bị nhọn nha, thì nó không cần cong nữa. Khi nó mất cong thì nó không có cong thôi, nó nhọn thì nó không thành trái tim được. Cho nên chúng ta sẽ bấm vô cái chế độ này nè, chúng ta chuyển sang chế độ là smooth note. Smooth là chuyển thành độ cong, chuyển thành độ cong nghĩa là cái chỗ này chắc chắn lúc nào nó cũng cong, cho dù chúng ta chỉnh cái dưới thì cái trên nó phải cong theo đó. Thì đây là một lợi thế ha. Thì chúng ta sửa lại làm sao mà cho nó cong mềm mại là được ha. Chúng ta chỉnh ở dưới thì ở trên nó cũng cong theo mà, nên rất là an tâm, không sợ bị lỗi ha. Đó, đây đó, nó cong thế này nè đó, ok nha. Sau cái cong này rồi thì chúng ta lật sang bên bên miếng control, lật sang bên phải, cũng nhấp chuột phải thả chuột trái ra, nhấp chuột phải thả chuột trái ra. Rồi sau đó chúng ta muốn muốn tô màu thì làm sao, thay lớp mình lật, sau khi lật xong rồi thành hai đối tượng rồi đó, bây giờ muốn tô màu thì làm sao? Ai biết không? Cũng cũng nói nó lại giống như cũ cũ của bên này. À, có phải nối lại mà mình phải chặn hết, sau đó dùng lệnh Còn bài hả? à, combine, tức là mình combine được, cần combine đã rồi mới mới nối được, chứ không combine thì nó cũng không nối được đâu, nó cũng chẳng biết đối tượng bên trái bên phải không liên quan với nhau. Mình phải chặn hết, mình combine một phát đã, combine xong rồi mới nghĩ tới cái chuyện là sharp tool, mới chọn hai hai nốt ở này, mới chuột phải mới choi choi trên choi dưới nó dính với nhau, thì nó là một một đối tượng rồi á, thì mình mới tô màu đỏ được, thành một cái trái tim màu đỏ được đó. Như vậy chúng ta xong cái hình mũi tên này và trái tim này đó, nó là như vậy. Rồi thế thì mũi tên này chúng ta copy xuống dưới đây nha, sau đó những ship thu nhỏ lại đó. Như vậy chúng ta có hình trái tim, thêm một vài trái tim nữa nè, trái tim nhỏ nhỏ dưới nha. Và sau đó thì cái này nhỏ nữa đi đó. Sau đó chúng ta sẽ dùng một cái đường line, dùng pen tool cũng được, dùng pen tool này chúng ta vẽ nè, chấm từ đây xuyên qua đây. Sau đó ta lại copy cái này nè cho nó thẳng lên. Và chúng ta chọn cái đường line này ở đây. Sau khi cái line này nó có cái chế độ là điểm đầu điểm cuối, hai cái dạng nó có thể hiện sẵn nè. Chúng ta chọn cái điểm xuất phát là đây nha. Còn cái này thì điểm kết thúc của nó là hình mũi tên này đó. Thì đây là hình một cái mũi tên đâm xuyên qua trái tim và trái tim rỉ máu nó rỉ dòng máu xuống hiểu không? Rồi bây giờ xin mời lúc mình làm thầy hai hình này nha. Rồi thầy lưu phim lại.